Chào cả anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi game trên app Zippy kiếm một ngày 500 đến 1 triệu đồng. Anh em trên app Zippy mình kiếm đồng Zippy mình đổi ra tiền mặt rút về ngân hàng. Anh em đầu tiên link tải app thì link hướng dẫn đăng ký mình có để dưới phần mô tả đó anh em. Rồi sau khi anh em đăng ký xong rồi anh em mở app ra, mở app ra thì anh em về giao diện cách chơi thì mình đã hướng dẫn 2-3 video trước anh em. Còn cách chơi thì hôm nay mình hướng dẫn anh em chơi game thôi. Đầu tiên anh em vào cái hình này, cái hình đầu người của mình ở dưới nha anh em. Rồi nè anh em vào trò chơi nè. Vào trò chơi mục này chỗ này nè anh em. Mình quậy quậy nè anh em. Rồi anh em bấm vào. Rồi anh em là một game số 1 là đúc kỳ quen nè anh em. Anh em đúc kỳ quen nè. Rồi anh em vào, anh em chờ chút nha. App này một ngày nó tung ra bao nhiêu quả trứng đó. Anh em vô chơi, anh em vô chơi càng sớm càng tốt. Dễ nhất được 1 triệu đồng USD nè anh em. Ducky well nè, win nè. Rồi anh em nhấp vào. Mình sẽ hướng dẫn anh em chơi nha anh em. Anh em cùng mình chơi luôn. Rồi. Anh em vô coi mình chơi có hay không anh em. Nếu mà mình chơi hay thì để lại một like anh em. Mình mới chơi nãy được chút xíu, được 0.02 giúp đi. Rồi anh em bấm vô tab to play. Anh em chọn màu dịch giống nhau anh em, có cặp với nhau anh em. Anh em đừng có chọn qua bơm với cái này kia nha. Chọn đỏ theo đỏ, vàng theo vàng anh em, mấy con dịch này nè. Chọn có cặp, đừng có chọn vào để chọn vào cái bơm này nọ đâu. Mình sẽ kiếm đồng giúp bi cho anh em coi. App này chơi rất ngon anh em, vừa có sức khỏe. Rồi chết rồi, mình hướng dẫn mình chơi bấm hai con kết nhau bị trừ điểm anh em. Mình trừ điểm là mình không có được đủ điểm mà đổi được chiến dịch nha anh em. Anh em chơi kỹ à. Chết này, mình vừa will vừa chơi mà vừa nói chuyện không có tinh thần. Chết mẹ, sao hư quay. Xin lỗi anh em, mình chưa thầy. Rồi mình được 1.000 mấy nè. Từ trên 2.000 là mình mới được ấy anh em, mới được đập dịch nha anh em. Sau khi anh em chơi đủ chơi, nó hiện ra một chiến dịch cho anh em xem một cái quảng cáo. Rồi rồi anh em đang nhận đồng giúp bi. Mình nhận đồng Zippy, sau đó cái mình đổi ra tiền mặt rút về thẳng giả tem nha anh em. App này chơi ngày nếu mà ai chơi giỏi thì giải nhất thì được 1.000 đô, tương đương với 23 triệu. Còn ai chơi giỏi thì kiếm ngày 200-300. Mình chơi một màn nữa mình mới thấu ra anh em, đây mình hướng dẫn anh em. Lực chơi là nó là gì anh em, mình tìm hiểu đầu tiên mình ban đầu mình không biết, mình mới vừa vô chơi tại mình chọn quả bơm không mình kiếm không. Giờ mình tìm hiểu ra tại vì cũng nhờ được một người bạn chỉ. Anh em thấy mình chơi hay không anh em? Rồi, hàng mấy nha. Không có được chiến dịch anh em. Anh em nhớ kỹ nha, trên 2.000 là mình mới được đập dịch nha anh em. Anh em chơi cẩn thận rồi hơi đi. Càng lên level thì nó càng dịch, nó càng tiền mình càng tăng anh em. Thôi mình thoát ra đi. Đây. Thôi mình thoát ra đi. Nên anh em nhiều chơi nhiều app, nhiều app kiếm tiền lắm anh em. Nhưng mà mình giới thiệu cho anh em app kiếm tiền đó. Anh em nào mà muốn tương tác like ảnh như mình thì tìm kiếm chữ thanh xuân hình đại diện của mình anh em. Mình có đăng mấy nhiều bức ảnh đẹp đẹp không cho anh em coi thử. Nên anh em. Anh em mình mới chụp ngoài quán cà phê qua mình nữa, mình gặp mình chụp
anh em. Hình của mình không đấy, hình chụp đấy. Anh em nào có tương tác thì có kết bạn mình like thì mình tương tác lại. Đôi lúc nhiều bạn quá mình trả lời không hết thì mong không có trả lời cho anh em, mong anh em thông cảm nha. Chứ nhiều khi mình bận làm việc này việc kia. Nên anh em, hồi nãy mình mới chơi xíu được 0.04 GB nè anh em. Mình cũng không có biết 1 GB là được bao nhiêu đô nữa, nhiêu tiền nữa, đấy mình tìm hiểu rồi mình sẽ làm clip sau cho anh em. Link đăng ký, link hướng dẫn đăng ký thì mình để dưới phần mô tả đó anh em. Anh em nào có thắc mắc gì thì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho anh em. Như mình có làm clip sai sót thì sai sót gì thì mong anh em bỏ qua cho mình. Mình cũng mới làm YouTube đây à, mong anh em ủng hộ mình. Nếu anh em nào muốn tương tác thì để lại một dấu chấm ở dưới, để lại comment dưới đi, để lại 4 chữ tương tác cùng phát triển, mình hiểu là mình trả lại cho anh em. Chứ đừng có ấy mà bấm mà vô để tránh xe bam, anh em bấm vô chữ 2 này nọ, chữ 1 2 này nọ là xe bam anh em. YouTube giờ khó lắm. Nên anh em cứ vô tìm hiểu chơi, anh em ở đây nhiều game chơi kiếm tiền lắm. Thôi vậy video của mình ở đây đã kết thúc. Chúc anh em xem video vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Chào tạm biệt tất cả anh em.